qua đây này, chính là cái chỗ này này. Em chỉ yêu cầu là nhân viên ở đây biết nói tiếng Anh thôi. Thế mà chúng nó có làm khó em. Thôi được rồi, em cứ để anh. Ai là nhân viên đây nhỉ? Đây này, đây ạ. Cô biết nói tiếng Anh chứ? Sorry, we don't speak English. Đấy, đi chứ, không biết nói tiếng Anh được. Kém cỏi thật. Thế các cô không biết câu nào tiếng Anh này thật à? No, I can't speak English, I only speak Vietnamese. Thôi vâng, nhân viên ở đây trình độ ngoại ngữ kém cỏi lắm. Chắc là do mới thành lập nên là đào tạo cũng chưa được chuyên nghiệp đâu. Xin lỗi anh chị ạ, bên em được thành lập từ năm 1873 và tồn tại đến nay cũng mới có được 148 năm thôi ạ. Cùng lắm thì chỉ bằng tuổi cụ hoặc kỵ thì nhà anh chị thôi ạ. Cùng lắm thì chỉ bằng tuổi cụ hoặc kỵ thì nhà anh chị thôi ạ. Thành lập lâu rồi đã sao? Chắc gì chất lượng đã ra gì? Chất lượng bên em thì cũng bình thường thôi ạ. Nhưng mà chả hiểu sao mấy cái công trình khách sạn hạng sang trên thế giới cứ sử dụng kiểu là Hilton, Sheraton, Marriott. Và béo nhất ấy thì cũng là các du thuyền hạng sang như kiểu là Aiza Cruise Ship cứ sử dụng đi ạ. Toàn nơi cao cấp, đỉnh của trong em ạ. Nói là người của mồm, các cô nói thì ai tin, làm gì có gì kiểm chứng. Ở trên mỗi sản phẩm bên em thì đều có logo thương hiệu. Chị có thể tìm thấy bất cứ ở nơi nào trên cái đất nước Việt Nam này. Bởi vì chúng em tham gia vào hơn 2.000 công trình này, 374 khách sạn hạng sang. Và là đối tác của những cái chủ đầu tư như là Vingroup này, Dozyland này, Flamingo hay là Vinhome đấy ạ. Hùi, ghê gớm, hết sức ghê gớm. Em chỉ sợ là... Sợ cái gì? Sợ là quý khách không đủ điều kiện để bước chân vào những nơi đấy để kiểm chứng thôi ạ. Mày... Em ơi, ý họ nói là gì? Ý chúng họ nói là mình không đủ tiền để vào đấy chơi chứ làm sao nữa. Ôi thì họ nói đúng rồi còn gì? Anh im anh, anh nói thì anh chết à? Dạ, quý khách có cần chúng em tư vấn thêm gì không ạ? Đi về!